Rồi, chào cả nhà. Chiều nay em lên hai cặp mai tàng thông nha. Thì hai cặp này thì em lấy giống từ cây mẹ hàng siêu phẩm. Cúc đó là bông đó. Này là cúc dạo lộn xộn nhưng mà cam kết là bông đẹp hết nha. Bông nở chùm rộ. Rồi em lên cây cặp đầu tiên ạ. Cây này thì vào chậu tầm 30 nha. Này cặp này thì vào đêm 3 rồi. Bông búp rất là nhiều. Thay vì anh em chơi mai ghép thì anh em có thể chọn những cái này về vừa chơi tết rồi vừa thẻ giống luôn nha. Cái này là giống là vô tư luôn nè. Đây coi thùng riêng luôn á. Búp rất là nhiều. À, cả nhà xem có một mét lá là một mét bông này. Đây, hai cái một mét lá và một mét bông nữa nha. Bông rất là dày luôn. Cái này là chạy lá vậy thôi chứ mà bông búp rất là dày. Rồi tới vô tư luôn á. Cái hàng này thì em theo tan vợ thôi chứ bởi anh em mà muốn uống nắng theo kiểu anh em thì anh em cứ uống nha. Cái này nó còn dễ lắm. Nó còn non cây nó dễ uống lắm. Rồi cứ uống theo kiểu mình thích nha. Rồi cây số 2 của cặp 1 này. Và đây búp cũng rất là dày luôn nha. Cái này búp cũng rất là nhiều nha. Đó. Một mét lá và một mét búp luôn. Đó. Cái này chơi hết tết cũng không hết búp luôn. Để anh em về cứ chơi vô tư, khi nào chơi xong rồi cái thẻ để bông lại giống được. Để có nuôi năm sau mình chơi lại. Cái này giá hạt dĩa mà, cứ lấy về chơi. Rồi em lên kẹp số 2 nha. Cái đầu tiên. Cái này bông búp nó cũng rất là dày luôn. Đó. Dày cui à, cái này chơi vô tư luôn á. Rồi hàng lô hàng đây là nó tương đương nhau hết nha. Cùng một kích cỡ với kích thước. Chỉ cái liều nó cao hơn hay thấp hơn thôi. Cái này là trong hàng ngàn cây là em đã chọn tầm mấy chục cây về em giao lưu trước rồi á. Thật ra hàng rất là chuẩn nha. Anh em tin tưởng thì để bên em lựa theo cặp nha. Đó. Bông thì cam kết là bông đẹp hết. Lô này thì dạo riêng lộn xộn nhưng mà cam kết là bông đẹp, nó chùm hết nha. Chùm nha. Cái này về anh em cứ chơi rồi thẻ giống, thẻ lấy giống. Hàng thì giá hạt dĩa rồi, chơi vô tư thôi. Này thì vì mua cây ghép chơi thì cứ lấy những cái cây này về chơi giá trị bền lâu nha. Đó, hàng thì theo số lượng. Anh em nào có nhu cầu xin lẻ thì cứ bóc cho em nha. Em đủ số lượng hết ạ. Rồi em chào cả nhà nha. À, có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp cho em nha. Em cảm ơn ạ.